là cái khóa dự bị đại học bên này là cái điểm mấu chốt mà mẹ mình quyết định cho mình sao bên này. Bởi vì cái khóa bên này sẽ bổ trợ kiến thức cho mình, bổ trợ kiến thức cho mình để năm sau mình học sang khóa đại học là business của trường đại học này. Xin chào mọi người, mình là Trần Đại Gia Phong, năm nay mình 17 tuổi và mình đang là du học sinh Anh Quốc. Thực ra lúc đầu là mẹ mình cũng không định cho mình đi du học năm lớp 12 đâu, vì mình cũng kiểu chưa đủ 18 tuổi để chưa được chín chắn các thứ ấy. Định cho mình đi du học lúc đại học, học xong đại học cơ, để sang bên này học thạc sĩ, tiến sĩ các thứ ấy. Nhưng mà nhờ cô Naomi tư vấn thì mẹ mình đã quyết định cho mình sang bên này học năm lớp 12 này. Đấy, thì quyết định nó là hơi muộn tí nên là mình phải ôn ôn IELTS để sang bên này khá là gấp. Nên là sợ không đủ điểm sang, nhưng mà ăn may được 6 chấm. Nhưng mà ăn may được 6 chấm. Lúc được 6 chấm thì cũng khá là rén vì sợ 6 chấm không đủ điều kiện để sang bên này cơ. Nhưng mà may bên công ty 012 lại tìm một cái deal khá là ngon. Giá cả phải chăng mình cũng vừa đủ điều kiện là 6 chấm để sang bên này. Đấy, thì xong thì cái deal đấy là mình sẽ học ở trường đại học University of Bedfordshire đấy. Mình sẽ học một khóa dự bị đại học bên này. Và cái khóa dự bị đại học bên này là cái điểm mấu chốt mà mình quyết định cho mình sao bên này. Bởi vì cái khóa bên này sẽ bổ trợ kiến thức cho mình, để năm sau mình học sang khóa đại học là business của trường đại học này. Đấy. Và nó cũng có, và nếu và với bạn nào muốn định cư ở ở bên Anh ấy thì cái deal này cũng ngon hơn nữa, vì mình học một khóa foundation này, 3 năm đại học và một một năm placement nữa, là mình đã có 5 năm rồi. Với chính sách bên Anh nữa thì mình sẽ có 7 năm nữa. Và nếu bạn nào học tiến sĩ, thạc sĩ ấy, thì bạn sẽ có được gần 10 năm rồi. Và nếu bạn ở 10 năm bên Anh thì bạn sẽ được nhập cư ở bên này. Đấy là nếu với bạn nào thích nhập cư rồi nhé. Đấy là lý do tại sao mẹ mình chọn cho mình sang bên này. Nhưng mà mình cũng không có ý định ở định cư bên này, nhưng mà cũng ok vì nó có khóa foundation này. Thì đến bước tiếp theo là phải làm visa. Thì mình cũng hơi bị ngại phỏng vấn, tại vì chưa có kinh nghiệm phỏng vấn bao giờ mà. Nên là nhưng mà may có anh Hiếu ở bên công ty 012. Anh nhiệt huyết kinh khủng. Đấy. Gọi một tuần gọi mình cũng phải 2-3 lần. Điện cho bao giờ ngon thì thôi. Thì sau 1 tháng mình đã có visa. Đấy. Thế là sang Anh thôi. Sang Anh thì anh Hiếu lại đón mình luôn. Hướng dẫn phương tiện đi lại các thứ, mua sim điện thoại cho mình đấy. Xong rồi hướng dẫn mình làm thẻ ngân hàng học sinh luôn, ngân hàng cho học sinh. Với lại cách đi này, xong rồi mua sắm đâu thì rẻ này, các thứ này. Nói chung là shout out to anh Hiếu với lại shout out to công ty 012.